Các chị em của Thẩm mỹ quốc tế Bali thân mến, và đúng cả kể cả khi ngày vàng chuyên gia đã kết thúc rồi thì các chị em hoàn toàn có thể thấy là cái sức nóng của nó vẫn đang lan tỏa rất là mạnh. Tại Bali thì hiện tại vẫn đang có rất đông các chị em đến để có thể làm đẹp và có thể được nhận cho mình những cái dịch vụ ưu đãi tốt nhất. Tại Bali thì chúng tôi được biết đến như là một thẩm mỹ viện hàng đầu tại Việt Nam về công nghệ trẻ hóa, xóa nhân nâng cơ hay là các dịch vụ giảm béo. Đây là những cái công nghệ được phản hồi tốt nhất tại Bali, mang đến cho các chị em những cái thân hình thật là săn chắc, gọn gàng, cùng một cái làn da trẻ, đẹp, khỏe, và đặc biệt là không cần phải xâm lấn cũng như phẫu thuật, mang lại tính hiệu quả và an toàn cực kỳ cao, khiến cho hàng trăm các chị em có được cái sự hài lòng cũng như là yên tâm về sản phẩm tại Bali nhé. Và nếu tất cả các chị em có băn khoăn hay thắc mắc gì, hay là muốn nhận được cho mình những cái ưu đãi lớn nhất, nhiều nhất tại Bali, đặc biệt là nhân dịp cuối năm này, thì có thể để lại số điện thoại dưới video hoặc gọi điện ngay tới số hotline của Bali là 0386 463 463, hoặc có thể qua ngay địa chỉ của Bali là 463 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Qua bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.